Vâng, nhà đất Sài Gòn, nhà đẹp Sài Gòn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta đang xem video hàng ngày của kênh Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn nha. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì chúng đang có mặt đây tại Hương Lộ 2, quận Bình Tân để gửi đến cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta, cùng một quý hàng, cùng những người quan tâm tới bất động sản ha. Thì hôm nay chúng sẽ gửi đến cho đại gia đình mình xem qua một bất động sản có diện tích bề ngang là 40 và chiều sâu là 40m ha, nằm một sẹt của đường Hương Lộ 2, ngay gần ngã tư Mã Lò và Hương Lộ 2, cô chú anh chị, ngay gần chợ Mã Lò, ngay gần chợ Hương Lộ 2 ha. Đây là một cái bất động sản mà phải nói là khu vực này là giữ được một cái tài sản như thế này cũng khá là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Có bề ngang là tới 40m và chiều sâu là 40m, cái khung đất rất là rộng dài đẹp. Cái hướng này là hướng chính tây luôn nha cô chú anh chị, chính tây đó, phù hợp với mệnh Tây tứ trạch ha, phù hợp với lại những người mà thích yêu thích là làm biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng, hay là mô hình làm quán cà phê, hay là quán nhậu sân vườn gì đó. Đây thì nó có sẵn một cái khu nhà vườn như thế này rồi, thì chúng sẽ quay hết cận cảnh cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem một căn biệt thự này, rồi tổng diện tích khuôn viên là đất nó gần như là đất nó vuông như đồng bánh chưng ha. Rồi mời cả nhà cùng xem video và nhớ đăng ký kênh cho chúng nha. Nếu ai chưa đăng ký kênh, còn những ai chưa đăng ký rồi thì cho chúng một bình luận, một chia sẻ nha. Ở bên đây là toàn cảnh khuôn viên đất ha. Rồi bây giờ thì chúng sẽ đi ra bên ngoài đi, quay cái khuôn viên bên ngoài trước cho đại gia đình xem ha. Sân đây thì chúng ta vào đậu được mấy chiếc xe ô tô lận. Hiện tại thì xe mình thì cũng để ra bên ngoài thôi, không đưa vào bên trong. Đây là cái khung đường trước cửa nhà ha. Đó, đây là cái trục đường nhựa thông luôn nha cô chú chị. Cái khung đất này thì nó rất là đẹp ha. Nó rất là đẹp. Đó, từ góc bên đó ha, góc bên đó qua tới bên đây luôn. Đó, tới bên đây là 40m chiều ngang và chiều sâu là 40m nha cô chú chị. Và đây nhà chúng ta cách cái đường Hương Lộ 2 thì rất là gần, chỉ tầm khoảng đâu đó 5-70m thôi ha. Từ Hương Lộ 2 thì chúng ta đi di chuyển về hướng ngã tư 4 xã, rẽ tay phải là qua ngã tư 4 xã và rẽ tay trái là qua ngã tư 4 xã và rẽ tay phải là ngay ngã tư Mã Lò với Hương Lộ 2 cô chú chị, ngay khu chợ Bố rồi luôn. Hiện tại thì gia chủ đang ở đây ha. Rồi thì cái cung đường trước cửa nhà chúng ta là cung đường thông, đường nhựa thông thoáng như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ đối diện nhà chúng ta đây là có những căn biệt thự cũng lớn ha. Đó, đối diện nhà chúng ta đây cũng có những căn biệt thự lớn như thế này, đường rất là to luôn này. Ở trước bên hông này là có hàng rào nè, rất là cao nè, và có đấy luôn ha. Đường thì xe hơi chúng ta có thể là tránh nhau được thoải mái ha. Rồi xin mời cô chú chị cùng đại gia đình ta theo chân mình đi vào bên trong nha. Xe đang đậu ở ngay cửa đây rồi. Đây là toàn cảnh cái khuôn viên ở bên trong nhà ha. Khu vực này là khu vực sân vườn ha. Sân vườn rất là to, thông thoáng, rồi mát mẻ ha. Ở bên tay phải mình sẽ có một cái khu nhà mát, là khu nhà này bằng gỗ gì bác ha? Vâng, cái này nhà gỗ có gõ nè, có đây góc nhà có cây gỗ xưa. Vâng, rồi thì ta sẽ đi cái khuôn viên cái vườn này là tới bên đó là 40m ha, chiều sâu 40m, là rất là nhiều những cây xanh ở xung quanh cái nhà mình ha.
Đó, về đây là tha hồ là hát ca múa lượn á, ăn chơi. Đây là có một căn nhà chính giữa là một căn biệt thự gia chủ đang ở, và hai căn nhà mát là nhà gỗ hai bên ha, tất cả bằng gỗ lim và gỗ có đỏ. Đó, đây là nhà mái ngói, nhà gỗ như thế này nè. Rất là thông thoáng, mát mẻ nha cô chú chị. Ai mà yêu thích thiên nhiên thì muốn hòa mình với thiên nhiên ở giữa thành phố thì hãy về đây ha. Về đây chúng ta làm một cái khuôn viên này là nó giống như cảnh quê á cô chú chị, mà nó lại ở ngay trung tâm thành phố nữa, rất là mát luôn. Wow, gió mát lồng lộng luôn ha. Đó. Nhà gỗ cột kèo, gỗ này tất cả bằng gỗ có lim và gỗ có đỏ ha. Cái này là rất là chịu chơi, nói chung là hàng siêu tập ha. Cái hàng này là tất cả là hàng siêu tập. Sưu tập. Long ly quy phục gì đó là nguyên một cái khối nu nữa ha. Nhà thì gỗ xịn sò. Ở bên kia chúng ta cũng sẽ có một khu nhà gỗ nữa ha. Đây là khuôn viên bên ngoài thôi, là có hai căn nhà gỗ. Đúng chất là về đây y chang như là vùng quê đấy cô chú chị. Đây chúng ta đặc biệt là dưới này có cái phòng gym, phòng tập gym dưới này nữa, hồ cá rồi khu vườn trái cây. Cái gì họ làm. Đây đủ thứ hết à. Mình lên trên nhà gỗ chỗ đi. Đây là những căn biệt thự nhà chúng ta ha, đối diện với những nhà ngói. Đây là cũng là nhà gỗ, gỗ này là gỗ được gỗ đỏ nè. Đây mà gió mát lồng lộng luôn à, lựu quả trái luôn à. Về đây vác cả cái núi đá từ đâu về đây. Nói chung là mỗi người có một cách chơi, một cái gu khác nhau ha cô chú chị. Đây là cái gu của anh chủ nhà hiện tại, em thích như thế này ha. Ở bên không gian bên dưới này là một cái tầng hầm ha. Đó, đây là vừa có núi đồi rồi vừa có
cá, có ao ha, vừa có tiểu cảnh ha, đầy đủ hết. Xung quanh là nước chảy róc rách ha, cá thì bơi lội ở dưới. Đặc biệt là đây là có một cái hầm đấy mọi người. Hầm này là hầm tập thể dục ha. Anh à, và đặc biệt là cô chú anh chị, đây là một có cái đường hầm này ha, là gia chủ làm thiết kế để mà làm đường xe xuống luôn ở dưới tầng hầm đó cô chú chị đó. À xuống nè, à, có cái đường hầm xuống ha, nếu mà xe ô tô chúng ta có thể là xuống được dưới đường hầm, đậu ở dưới được luôn ha. Đó, đây là cái điều đặc biệt của căn nhà này, gia chủ thiết kế rất là hay luôn đó mọi người. Mở cái đường này xuống là chúng ta sẽ có một cái cầu đi xuống dưới, gọi là xuống hầm để xe. Nhưng mà gia chủ sẽ không có để xe dưới này và tận dụng cái khu vực này làm một cái khu vực là phòng tập thể dục thể thao, là một cái phòng tập gym. Đó, mọi người nhìn thấy đã chưa? Đây đúng chất luôn, đúng chất chơi của đại gia đây mọi người. Sáng mai ra là tập gym rồi. Đầy đủ hết, không cần phải đi đâu xa luôn. Yoga như viết là đúng bài. Wow. Đó, đây là một cái phòng tập thể thao là chuyên nghiệp luôn, phòng chơi tạ, chơi game ha. Ở dưới này, ở trên á là cái nhà ngói ha, nhà gỗ của chú chị. Ở dưới là chúng ta có một cái đường hầm như thế này, và cái hầm bên dưới này là hầm để xe, chính là hầm để xe ha. Và cái công năng này là trước đây là hầm để xe hơi, là chúng ta vào là gia chủ xe từ đó là thẳng xuống như này luôn. Ở trên thì không có đậu xe, mà giờ không có đậu xe bên trên thì chúng ta sẽ gọi là để bên dưới là làm cái phòng tập. Ở đây nó có cái robot nè, kéo lên kéo xuống ha, mỗi lần lên hay là xuống là hạ cầu lên xuống. Rồi chúng ta tiếp tục tham quan khám phá toàn bộ cái không gian của căn nhà này ha. Bác thiết kế hay quá. Đúng rồi, cái đó làm để xe à? Đây, trước cửa nhà là có cây ổi như thế này nè. Đó, vùng thành phố mà làm gì có nguyên một cái vườn to như thế này đúng không ạ? Thì không gian của căn này là có diện tích bề ngang 40 và chiều sâu là 40m, tương đương với 1.600m², nằm tại Hương Lộ 2 ha. Hương Lộ 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nằm gần ngã tư Hương Lộ 2 với ngã tư Mã Lò ha. Và đây chúng ta di chuyển ra hướng ngã tư 4 xã cũng rất là gần, bao gồm một căn nhà chính này. Thì bây giờ chúng sẽ sau khi quay một vòng ở bên ngoài rồi thì mình sẽ vào bên trong nhé. Khu vực này thì tha hồ trồng trọt trời ha, chơi lan là chơi kiểng ha. Cây trái nè, đó đây nguyên một cái hồ cá bên dưới đây nè. Nói chung là đây là chủ làm đầy đủ công năng sử dụng hết, nguyên một cái dàn bầu bí nè ha, trái lủng lẳng luôn. Ở thành phố mà có được miếng đất 1.600m² như vậy là phải nói là hàng VIP luôn á đại gia đình. Nằm ngay ngã tư Mã Lò với Hương Lộ 2 ha, gần sát bên chợ luôn, thuận tiện di chuyển rồi trung tâm điện máy các kiểu luôn á. Xung quanh là đây có vườn rau sạch của gia đình. Đó, thích ăn rau gì trồng rau đấy, thoải mái luôn nha.
Và Trung tiết lộ một cái điều đặc biệt nữa là cái mức giá khu vực này dao động cũng khá cao luôn đó cô chú chị. Nếu mà đất mà có thổ cư rồi á, đất là mấy cái nền nhỏ nhỏ mà tầm khoảng 5-60 mét à, thì rơi vào 3 tỷ mấy gần 4 tỷ cho một nền đất ha. À, nói chung là nó tơi rơi vào ví dụ như là nền khoảng 87-80 triệu mét vuông, 80 triệu mét vuông đó cô chú chị, 8-5-40 đúng rồi. Nếu mà nền 50 mét thì khoảng 5-60 mét là khoảng 80 triệu mét vuông. Nhưng mà cái lô này thì giá khá rẻ luôn. Thì tí nói chung sẽ nói cái mức độ rẻ của nó cho cô chú anh chị cùng quý hàng cũng như mọi người quan tâm. Ở đây là chúng ta có nguyên một căn nhà lớn như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong nha cả nhà. Thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thì đây là cái gia cảnh của gia chủ hiện tại ha. Thì đây gần như là nhà này xây cũng khá lâu rồi cô chú chị. Bán cái này thì gần như là bán đất tặng nhà thôi, tức là chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn ha. Nó thích hợp với những người nào mà am hiểu, thích hợp với những người nào mà thích về cái kiểu này ha. À, đây bước vào không gian căn nhà chính thì chúng ta có một cái khu vực phòng khách rất là lớn như thế này. Một phòng khách lớn và một phòng làm việc. Wow, đẹp quá. Có nguyên bộ bàn ghế lớn ha. Phòng khách quá trời đã luôn. Ở đây là cái cửa bên hông nè, bước ra là gió mát êm lặng luôn. Có nguyên cái vườn cây, vườn rau sạch bên hông nhà ha. Đây là hoàn toàn là giống như lấy gió tự nhiên đó ha. Thì gia chủ đang bán cái mức giá cũng khá hợp lý luôn đó mọi người. Rồi tí nói chung sẽ tiết lộ một cái mức giá khá rẻ luôn. 1600 mét vuông. 1600 mét vuông. Bộ bàn ghế cực kỳ lớn luôn. Và gia chủ bán thì sẽ để lại hết nội thất cho đại gia đình mình ha. À, bàn. À, có những bộ bàn ghế cũ như thế này ha. À, khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái bộ bàn làm việc của gia chủ nè. Nói chung là nguyên cái phòng rất là lớn ha. Đây là cầu thang đi lên trên, tí nữa chúng sẽ quay qua. Bây giờ chúng sẽ quay hết cái phần bên dưới đi ha. À, đây khu vực là phòng bên dưới đó. Nhà này thiết kế theo cái cách rất là độc, đẹp, lạ, ít có đụng hàng. Có. Vâng, chỉ có một cửa hết thì mình ở trên đi ha. Em quay dưới xong đây. Đây là khu quân viên phòng bếp, phòng ăn ở trong nhà. Đây là khuôn viên phòng bếp ha. Phòng bếp cũng có cửa sổ ra nè, được có cửa bên hông nè, rất là thông thoáng luôn. Bởi vì nấu nướng là không có sợ bay mùi ha. Đây có cửa ngách đằng sau ra nè. À, không gian bên đây là một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt ha. Wow, đây phòng ngủ rất là lớn luôn cả nhà. Phòng lớn, rộng rãi, thoải mái như thế này ha. Ở bên ngoài thì chúng ta nhìn nó rất là đơn sơ, thôi đơn giản. Trong nhà thì gia chủ làm khá bài bản luôn, công phu ha.
phòng rất là lớn nha cả nhà. Rồi sau khi khám phá một vòng ở bên dưới thì chúng mời cô chú anh chị cùng đại gia đình ta di chuyển lên bên trên lầu để cùng khám phá thêm cái không gian trên lầu ha. Tất cả là xài bằng gỗ xịn hết à. Cầu thang là phải rộng lên đến 2 mét nè cô chú anh chị. Cầu thang bằng gỗ rộng là tầm 2 mét đó. Đi lên. Nhìn rất là xịn sò luôn. Vâng, khuôn viên bên trên lầu này thì chúng ta sẽ có bao gồm 2 phòng. Trên lầu 2 phòng đúng không chị? 3 phòng. À, rồi ở đây chúng ta có 3 phòng ha. Ở đây là căn phòng trên lầu. À, phòng thì hiện tại thì gia chủ đang ở nên đồ đạc cũng đang rất là nhiều. Chúng chỉ quay qua như vậy thôi ha. À, phòng này. Rồi có thêm ở bên này nó có cái ngách xuống như này nữa rồi. Thêm cái phòng này nữa ha. Wow, đó tận dụng thêm cái phòng này nữa. Vâng, đây là căn phòng thứ hai cũng giống như phòng thứ ba của nhà mình ở trên lầu ha. Hiện tại thì gia chủ đang ở thì mình cũng quay qua cho cô chú chị cùng xem thôi. Ai muốn xem thực tế thì tới đây ha. Đây là nhà vệ sinh. Vệ sinh trên lầu sử dụng chung ha. À, cái lan can gỗ này họ làm rất là hay ha. Trên mái thì tất cả bằng mái mái ngói đỏ nè. Rồi chúng mình vừa quay qua cho cô chú chị xem hết một vòng rồi ha. Đây là từ trên lầu chúng ta nhìn xuống dưới khu vực phòng khách bên dưới nè. Đó, như vậy là chúng vừa quay qua cho cô chú chị cùng đại gia đình chúng ta đang xem trên kênh Nhà Đất Sài Gòn, Nhà Đẹp Sài Gòn, một siêu phẩm, một bất động sản có diện tích bề ngang là 40 và chiều sâu là 40m ha, nằm ở tại mặt tiền Hương Lộ 2 chúng ta đi vào. Rất là gần luôn, nằm ngay ngã tư Hương Lộ 2 với lại Mã Lò ha. Và di chuyển ra hướng ngã tư 4 xã cũng rất là gần. Và tiện ích xung quanh như là bệnh viện Bình Tân nè, rồi trường học nè, rồi chợ nè, rồi siêu thị điện máy nè, rồi các kiểu luôn, là trung tâm tiện ích, phải nói là thuận tiện, không thiếu thứ gì ha. Và cái quan trọng là cái mức giá đang chào bán của cái sản phẩm cái khu vực này á, hiện tại là đang rơi vào tầm khoảng 7 tới 80 triệu đồng trên một mét vuông đất nha cô chú anh chị. Nhưng cái khung đất này á là chủ nhà đang cần tiền bán một cái mức giá khá hợp lý luôn. Đó là mức giá 55 tỷ cho toàn bộ cái khuôn viên đất này là 1.600 mét vuông đất, có 200 mét vuông đất thổ cư và tặng lại hết nội thất trong căn nhà này ha. Đây là chúng ta nằm ngay chung cư La Thành ha. Và cái tính ra cái khuôn viên đất mà chia ra là nó còn 30, hơn 30 triệu một mét vuông thôi cô chú chị, hơn 30 triệu mét vuông. Và chúng ta được sở hữu một cái khung đất rất là rộng, rất là đẹp như thế này. Và cái khung giá này thì chúng nói qua, đất này thì hiện tại nó là đất dính dục quy hoạch, đất giáo dục, phù hợp với chúng ta là mua nghỉ dưỡng nè, để nguyên như thế này làm một cái biệt thự nghỉ dưỡng. Hai là chúng ta mua về mà làm xây dạng như là trường học của cô chú chị, xây trường học, tòa nhà cao ốc hay là gì đó thì nó phù hợp hơn. Đó, thì tại vì nó là công năng của nó là phù hợp với lại quy hoạch là đất giáo dục của nguyên cái khu này nha. Nhưng mà đất giáo dục mọi người thấy không, họ đã làm những cái tòa nhà lâu đài như thế này. Đó, bên kia thì họ làm những tòa lâu đài như thế, rồi những căn biệt thự to đó họ vẫn xây dựng bình thường, do là cái này nó chỉ là quy hoạch thôi. Và chính vì lý do quy hoạch đó nên giá bán nó mới rẻ. Còn nếu mà không dính quy hoạch thì đất hiện tại chia ra một những cái dạng đất nền á, thì 50-60 mét vuông thì giá dao động tầm khoảng 70-80 triệu đồng trên mét vuông nha cô chú anh chị. À, như vậy là chúng cũng quay qua hết cái video rồi.
và nói rõ về cái nguồn gốc đất, cũng giống như là sổ đỏ riêng bao sang tên, nhưng mà nó có bị vướng là đất quy hoạch giáo dục, có 200 mét đất thổ cư và có căn nhà như thế này. Thì mọi người ai quan tâm thì hãy gọi cho Trung qua hai số điện thoại trên màn hình, Trung sẽ dẫn mọi người đến xem thực tế để trải nghiệm nha. Rồi, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho cả nhà mình xem nha. Rồi, xin chào cả nhà.